Bài đọc lời Chúa ngày 17 tháng 12 mùa vọng. Bài đọc 1. Bài trích sách Sáng Thế. Ngày ấy, Gia-cóp triệu tập con cái lại và nói rằng: Hỡi con cái Gia-cóp, hãy hợp lại và nghe cha đây. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời cha của các con. Giu-đa, anh em con sẽ ca tụng con. Bàn tay con sẽ đè trên ót quân thù. Con cái của cha con sẽ phục lạy con. Giu-đa là sư tử con. Hỡi con của cha, con đã chồm lên bắt mồi. Con đã nằm xuống nghỉ ngơi, như giống sư tử đực, tựa nòi sư tử cái. Ai dám khiêu khích nó, phủ Việt sẽ không cất khỏi Giu-đa. Gậy chỉ huy không rời khỏi chân nó, cho đến lúc đấng thiên sai ngự đến là đấng chư dân đợi trông. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 71. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Lạy Chúa xin ban quyền xét đoán khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người xét đoán dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Núi non đem an hòa cho dân, và nỗng đồi mang lại đức công chính. Người bênh chữa kẻ hèn trong dân, và cứu thoát con cái nhóm nghèo. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng trái đất. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Chúc tụng danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nước sẽ ca ngợi người. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ tiến nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hỡi trí thông minh của đấng tối cao, Chúa an bài mọi sự cách mạnh mẽ dịu dàng. Xin hãy đến dạy dỗ chúng tôi trong đường khôn ngoan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tin mừng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Gia-cóp, Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em người. Giu-đa sinh Phares và Zaira. Phares sinh Esron, Esron sinh Aram.
Aram sinh Aminada, Aminada sinh Nason, Nason sinh Salmon, Salmon sinh Boaz do bà Rat, Boaz sinh Obed do bà Ruth, Obed sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uria, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozia, Ozia sinh Joatham, Joatham sinh Aca, Aca sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày ở Babylon, Jeconiah sinh Salathiah, Salathiah sinh Chiorobabel, Chiorobabel sinh Abiu, Abiu sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Elud, Elud sinh Eliacha, Eliacha sinh Matan, Matan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Vậy, từ Abraham đến David có tất cả 14 đời. Từ David đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời. Và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Giêsu, Chúa Kitô có 14 đời. Đó là lời Chúa. Tạ lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.